Chào đón quý anh chị, quý bà con, quý đầu tư đến với kênh Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương. Để đầu video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị và bà con có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Và để đưa quý anh chị và bà con đi tham quan chi tiết cái công năng sử dụng của căn nhà một trệt một lầu, tọa lạc nằm ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương này, thì quý anh chị và bà con cùng đồng hành với em Minh Đức đi tham quan chi tiết cái công năng sử dụng của căn nhà, có hợp với quý anh chị và bà con để quý anh chị và bà con an cư lập nghiệp, chọn cho mình một căn nhà như thế này hay không. Và quý anh chị và bà con đang tham quan cái kênh video Bất Động Sản Minh Đức Bình Dương, thì quý anh chị bắt gặp được thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký và một nút like, chia sẻ để em đã được đưa quý anh chị và bà con đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và căn nhà này em đang review đây, thì căn nhà có được công năng sử dụng như thế nào thì quý anh chị cùng tham quan với em Minh Đức. Căn nhà có hướng Tây quý anh chị, diện tích 4 x 18 quý anh chị nhé, thổ cư 100%. Căn nhà diện tích 4 x 18 thổ cư 100%, sổ hồng riêng, được thiết kế sân xe hơi khép kín trong nhà, phòng khách, phòng bếp. Có phòng ngủ ở dưới trệt, tổng là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 phòng học. Được full nội thất cơ bản quý anh chị nhé. Và căn nhà này đặc biệt là căn nhà sổ hồng riêng quý anh chị. Đây quý anh chị tham quan sổ. Sổ hồng riêng quý anh chị nhé. Đặc biệt là như thế. Và căn nhà giá rất rẻ quý anh chị nhé. Chỉ có 3 tỷ 300 triệu quý anh chị đã được căn nhà như thế này. Quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì quý anh chị cùng tham quan cái video với em Minh Đức quý anh chị nhé. Căn nhà rất đắc địa và rất chê là công năng sử dụng hợp lệ với quý anh chị và đường thông thoáng quý anh chị nhé. Đặc biệt thì bây giờ quý anh chị sẽ đi ra ngoài cơ sở hạ tầng để tham quan cái công năng sử dụng của mặt tiền và cái cơ sở hạ tầng này ra sao quý anh chị nhé. Đây quý anh chị nhé. Đây là đường cơ sở hạ tầng này là 7m quý anh chị nhé. Vỉa hè 5m quý anh chị nhé. Đây là cơ sở hạ tầng quý anh chị tham quan, đường thông thoáng quý anh chị nhé. Quý anh chị tham quan này. Đường thông thoáng là xe hơi quý anh chị thấy để chỗ không ạ? Và bên này này, cái dải nó như thế này quý anh chị nhé. Quý anh chị tham quan này. Khi mà quý anh chị về mà an cư lập nghiệp ở đây thì quý anh chị sẽ làm cái dải lên, làm cái dải lên giống như bên này quý anh chị. Đây, quý anh chị tham quan này. Khi mà làm cái dải lên thì không có lắng đâu quý anh chị. Và cái vỉa hè này thì quý anh chị sẽ để được xe hơi quý anh chị nhé. Quý anh chị để xe hơi 7 chỗ thoải mái luôn quý anh chị này. Quý anh chị sẽ tham quan. Và đây là cái mặt tiền quý anh chị nhé. Đây cái mặt tiền quý anh chị này, giả cổ rất sang trọng quý anh chị tham quan. Cái mặt tiền giả cổ rất là sang trọng quý anh chị nhé. Đặc biệt là ở khu vực này là điện nước đều là điện nước, nước thì là nước sạch này, điện này thì thoải mái luôn quý anh chị nhé. Không phải nói đến cái chuyện đó nữa. Và khi mà bước vào nhà thì quý anh chị thấy không ạ? Hai bộ cửa rất an ninh, bộ cửa quấn và bộ cửa nhôm kính sơn pha 4 cánh quý anh chị nhé. Rất tuyệt vời quý anh chị tham quan này. Được thiết kế cho căn nhà này là sân xe hơi khép kín trong nhà nữa quý anh chị nhé. Và quý anh chị nếu mà quý anh chị không có sử dụng cái sân xe hơi khép kín trong nhà và quý anh chị để xe hơi giống như bên hàng xóm kia đó, đó là còn 5 chỗ quý anh chị nhé, còn 7 chỗ quý anh chị vẫn để thoải mái luôn nhé. Quý anh chị thấy đấy ạ. Thì quý anh chị sẽ để xe hơi ở ngoài và một cái chùm nữa là ok. Còn khu vực này quý anh chị sẽ để xe máy quý anh chị nhé. Và quý anh chị có khách thì chắc chắn rằng ở khu vực này rất chi rộng. Căn nhà này diện tích nó 4 x 18 quý anh chị. Quý anh chị thấy không ạ? Quý anh chị đang tham quan cái kênh Bất Động Sản Minh Đức, quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký và một nút like chia sẻ. Rồi quý anh chị điền vào hotline 0968 944 993 quý anh chị nhé. Quý anh chị muốn đi tham quan những căn nhà này thì quý anh chị cứ điện vào hotline. Đây là một cái phòng khách quý anh chị này. Tiến về phía trong giữa trong nhà, đây là một cái phòng khách và một cái lơ truyền hình TV. Rất sang trọng quý anh chị nhé. Rất sang trọng. Và hai bên tường thì bên em cũng đã thiết kế cho quý anh chị toàn bằng nhựa PVC, vân đá và vân gỗ làm sóng quý anh chị nhé. Anh chị thấy không ạ? Bộ bàn là ghế tiếp khách sofa. Bộ này quý anh chị không ưng thì bên em thu hồi quý anh chị nhé. Vâng, bên em thu hồi quý anh chị sẽ đưa bộ khác về. Đấy thì rất đơn giản.
rất đơn giản quý anh chị nhé. Quý anh chị không ưng thì bên em sẽ thu hồi về. À, và cái vị trí ở đây thì quý anh chị di rời từ căn nhà này quý anh chị nhé, mà ra tới ngã tư chợ Tân Khánh này, chợ Tân Khánh này, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi ủy ban nhân dân, rất gần quý anh chị nhé. À, quý anh chị tham quan này, đây là một cái cầu thang rất lý tưởng quý anh chị nhé. À, tay vịn gỗ, rồi kính cân lực 8 ly quý anh chị tham quan. Bức tranh này ở chân cầu thang là quý anh chị rất sang trọng và lịch, rất lịch sự quý anh chị nhé. À, căn nhà đã được gọi là full nội thất cơ bản quý anh chị nhé. Gọi là full nội thất cơ bản thì có nội thất như thế nào thì quý anh chị và bà con đi cùng em tham quan. Và đặc biệt là căn nhà này là sổ hồng riêng quý anh chị nhé. À, sổ hồng riêng. Khi quý anh chị di rời vào trong phòng bếp thì đây, tất cả những cái thiết bị cho cái mà tủ chén này, kệ bếp này, chất liệu bằng gỗ an cường quý anh chị nhé. Rất lịch sự. Rồi kính cường lực chống dơ bẩn cho cái bếp này quý anh chị tham quan. Và có nơi để máy giặt quý anh chị nhé. Hoặc là đây đây, quý anh chị có thể là để cái máy giặt ở đây. Em thiết kế có cái mặt giặt để khu này cũng được quý anh chị nhé. Rồi, bên phía bên này thì là tủ đá quý anh chị nhé. Rất là công năng sử dụng rất ok quý anh chị nhé. Rồi bây giờ quý anh chị di rời vào phía đằng sau. Vâng, phía đằng sau quý anh chị tham quan nhé. Về phía đằng sau thì quý anh chị sẽ có một cái phòng ngủ quý anh chị. Quý anh chị tham quan này. Đây là một cái phòng ngủ đã có nội thất bao gồm giường, tủ. Cái căn nhà này thì cái phòng ngủ ở dưới trệt này thì cũng không rộng rãi cho lắm quý anh chị nhé, chỉ là vừa để dành cho quý anh chị có trang già mẹ yếu quý anh chị nhé. Đấy, vừa vặn thôi chứ không có rộng cho lắm quý anh chị nhé. Tiến về phía đằng sau thì quý anh chị bắt gặp được một cái không gian nhà vệ sinh và có một cái cửa để thoát hiểm. Cái cửa này đằng sau mình là có một mét, là một mét rưỡi, vâng, một mét rưỡi thoát hiểm quý anh chị nhé. Đó là được xài chung quý anh chị nhé. Hai đuôi của căn nhà được xài chung cái thoát hiểm đó. Hai, quý anh chị thấy ok không ạ? Một khu vực dự án có nhà cao cửa rộng mà có thoát hiểm thì quý anh chị thấy là rất ok quý anh chị nhé. Đó là quy mô quý anh chị này. Rồi, từ đầu video tới giờ em Minh Đức cũng review cho quý anh chị và bà con tham quan cái căn nhà một trệt một lầu, mặt tiền giả cổ, tọa lạc nằm ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Quý anh chị cùng đồng hành với em Minh Đức tham quan công năng sử dụng của căn nhà này có hợp với quý anh chị hay không, để quý anh chị ở bên mâm cơm gia đình hoặc là đi công việc hoặc là đi làm việc nhà nước thì quý anh chị có thể là ở bên cái điện thoại truyền hình nhỏ thì quý anh chị cũng đã nắm bắt được thông tin của căn nhà quý anh chị nhé. Tất cả quý anh chị chỉ cần là bấm vào nút chuông quý anh chị đăng ký. Khi mà em review một cái căn nhà nào thì quý anh chị cũng có thể là nắm bắt được thông tin của căn nhà đầu tiên và cái video đầu tiên quý anh chị nhé. Rất là tiện lợi cho quý anh chị để quý anh chị lo công việc, đỡ phải đi tham quan những cái mà căn nhà, từng căn nhà một. Thì khi mà quý anh chị đi mua nhà thì chắc chắn rằng quý anh chị phải là tham quan kỹ, tham quan đi, tham quan lại, đúng không ạ? Nhưng khi quý anh chị đã tham quan ở trên truyền hình thì quý anh chị đến thì chỉ có cái vị trí đó thôi. Ví dụ như là cái cơ sở hạ tầng nó có ok không thôi. Cái vị trí nó có gần với trường chợ, ủy ban không, chẳng hạn thế quý chị nhá. Và em Minh Đức đang ở trên lầu quý chị. Đây là một cái trần và có cái giếng trời. Căn nhà này là có hai sàn bê tông quý chị nhá, sàn 1 và sàn 2, tức là sàn 2 là ở trên mái quý chị nhá. Công năng sử dụng này, khu vực đây là phòng học cho con em chúng ta. Đây là một cái phòng học quý anh chị nhé.
sát bên với cầu thang, quý anh chị tham quan. À, sát bên với cầu thang, đây là một cái phòng học. Và tiến về phía đằng sau ở trên lầu thì quý anh chị và bà con tham quan cùng em Minh Đức cái không gian phòng ngủ này rất chi rộng rãi quý anh chị nhé. Đây ạ, phòng ngủ này rất chi rộng rãi, bao gồm nội thất, giường, tủ, kệ truyền hình, quý anh chị tham quan này. À, công năng sử dụng cũng rất chi ok, và đặc biệt là có phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín luôn. À, đặc biệt cho cái phòng ngủ này quý anh chị nhé. À, rồi, và đây phía đằng sau là có cái cửa thoát hiểm này rất sáng, nhà vệ sinh cũng như thường lệ quý anh chị nhé. À, cũng như thường lệ này. Rồi, quý anh chị tham quan. Di rời về phía đằng trước thì quý anh chị lại nắm bắt được cái thông tin ở đằng trước là có cái nhà vệ sinh nữa này. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh số 3 quý anh chị nhé. À, nhà vệ sinh số 3 để áp dụng cho cái phòng ngủ đằng trước này, và có thể là cái phòng thờ quý anh chị muốn sử dụng cái gì, hay quý anh chị muốn cắm hoa hay là muốn kiếm nước thì quý anh chị sẽ sử dụng cái nhà vệ sinh này quý anh chị nhé, rất tiện lợi. À, căn nhà này thì có 3 nhà vệ sinh quý anh chị nhé. À, có 3 nhà vệ sinh. À, rồi, đây là một cái phòng ngủ cuối cùng là phòng ngủ số 3 cho căn nhà này quý anh chị nhé. Rồi, quý anh chị tham quan này, cũng đầy đủ nội thất rồi quý anh chị này, quý anh chị tham quan này. À, cái nội thất đây thì quý anh chị thấy này cũng chỉ đơn giản nhé quý anh chị, căn nhà giá rẻ mà. À, cũng chỉ là tủ này, rồi giường này. À, quý anh chị này, đó là đủ công năng rồi quý anh chị. À, đây, di rời về phía đằng trước ở trên lầu thì quý anh chị lại có một cái phòng thờ quý anh chị nhé. Đây là một cái phòng thờ rất chi rộng rãi quý anh chị. Đây, quý anh chị tham quan này, phòng thờ này rất chi rộng nhé, rất là rộng. À, riêng cho cái phòng thờ này, cái phòng thờ này rộng tương đương với phòng ngủ quý anh chị nhé. Đằng trước này thì có cái ban công. À, rèm thì cũng đã vào phun cho quý anh chị rồi. Đây có cái ban công quý anh chị nhé, khoảng 1 mét quý anh chị. À, dân cư này quý anh chị này, dân cư kín tắp như quý anh chị, ở khu vực này là dân cư kín tắp rồi. À, không có một cái căn nhà nào mà không ở, chỉ có căn nhà mình mới đây là trống chưa có người ở thôi quý anh chị nhé. Rồi, em Minh Đức cũng review cho quý anh chị tham quan cái căn nhà một trệt một lầu, tọa lạc nằm ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương quý anh chị nhé. À, căn nhà này công năng sử dụng rất chi ok, và em Minh Đức cũng review cho quý anh chị rất kỹ cái căn nhà một trệt một lầu, tọa lạc nằm ở phường Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Căn nhà rất chi đắc địa quý anh chị nha, rất chi đắc địa, rất gần đường thông thoáng này. À, có thể là ở tuyến đường này là chưa có buôn bán, à, ví dụ nhà tạp hóa quý anh chị sẽ có thể là buôn bán tạp hóa được quý anh chị nhé. À, bán nai rai, ví dụ nhà bán nai rai vừa ở vừa bán cho nước ngọt hay là vân vân, những cái mà đơn giản nhất ở cái khu vực này thì có thể là dân tình người ta đáp ứng tốt quý anh chị nhé. Rồi thì hiện tại bây giờ em Minh Đức đang dưới trệt quý anh chị, và một lần nữa quý anh chị cùng em Minh Đức rồi cũng chi tiết tham quan cái căn nhà một trệt một lầu tọa lạc nằm ở phường Tân Phước Khánh này. Căn nhà được thiết kế sân xe hơi khép kín trong nhà, phòng khách, phòng bếp, có phòng ngủ ở dưới trệt. Đấy, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng học, 3 nhà vệ sinh quý anh chị nhé. Đấy, full nội thất cơ bản quý anh chị. Và căn nhà này thì bên em cũng như lúc đầu video em cũng đã tư vấn, căn nhà này sổ hồng riêng, bên em đang bán với cái giá là 3 tỷ 300 triệu quý anh chị nhé. 3 tỷ 300 triệu thì em đang là báo với cái giá 3 tỷ 300 triệu. Quý anh chị nào và bà con đang muốn cho mình một cái giá mà tốt nhất quý anh chị nhé, thì có thể là tốt nhất và tốt nhất thì quý anh chị hãy điện vào hotline 0968 914 993. Có thể là em bất lọc, và căn nhà này em có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị luôn nhé quý anh chị. À, hỗ trợ cho quý anh chị tối đa quý anh chị nhé. À, có thể là căn nhà này 3 tỷ này, quý anh chị chỉ cần khoảng chừng đầu 2 tỷ thôi. À, 3 tỷ 2 3 tỷ 3 thì quý anh chị chỉ cần 2 tỷ, ví dụ vậy, hoặc tỷ rưỡi thì bên em có thể hỗ trợ cho quý anh chị ngân hàng nhé. Rồi, căn nhà 3 tỷ 300 triệu, 1 trệt 1 lầu. Để kết thúc video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị và bà con trên mọi miền Tổ quốc
có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em Minh Đức hẹn quý anh chị và bà con video tiếp theo.